Mời quý vị và các bạn theo dõi hộp thư truyền hình tháng 10 năm 2016 của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ trả lời thư của các bạn xem truyền hình hỏi những nội dung liên quan tới luật hình sự, luật dân sự, luật hôn nhân gia đình. Mở đầu chương trình, chúng tôi trả lời thư của chị Nguyễn Thị Chuyên ở huyện Lập Thạch. Trong thư, chị Chuyên có hỏi: "Tôi cho người bạn mượn hơn 2 tỷ để mở công ty và hứa sẽ trả, nhưng đến nay 3 năm rồi không trả. Tôi liên lạc để đòi nợ thì họ tìm cách trốn tránh. Tại nơi tôi ở, cũng có nhiều người bị tương tự như tôi. Tôi đã gửi đơn lên xã và công an kinh tế tỉnh, nhưng chưa được giải quyết. Tôi muốn hỏi hành vi của người này sẽ bị xử lý như thế nào? Cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết vụ việc này?" Chị Chuyên thân mến. Theo quy định tại Điều 140 của Bộ Luật Hình sự, thì người nào có một trong những hành vi sau đây chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ 4 triệu đồng trở lên hoặc dưới 4 triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng, hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt, hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Thứ nhất, vay mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng các hình thức hợp đồng rồi dùng thủ đoạn gian dối hoặc bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản đó. Thứ hai, vay mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng các hình thức hợp đồng và đã sử dụng tài sản đó vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến không có khả năng trả lại tài sản. Trường hợp mà chị nêu, nếu bạn của chị có hành vi trốn tránh, bỏ trốn để chiếm đoạt số tiền mà chị đã cho mượn, thì hành vi của người đó đã đủ dấu hiệu cấu thành tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 140 của Bộ Luật Hình sự và sẽ phải chịu hình phạt tương ứng quy định tại điều này. Theo thông tin mà chị cung cấp, chỉ tính riêng số tiền mà người này đã chiếm đoạt của chị đã lên đến 2 tỷ đồng. Đối chiếu với quy định tại Điều 140 của Bộ Luật Hình sự, người này sẽ bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân. Về thẩm quyền giải quyết vụ việc, theo quy định tại Điều 101 của Bộ Luật Tố tụng Hình sự thì chị có thể tố giác tội phạm với cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án hoặc với các cơ quan khác. Việc tố giác có thể bằng văn bản hoặc bằng miệng. Nếu tố giác bằng miệng thì cơ quan tổ chức tiếp nhận phải lập biên bản và có chữ ký của người tố giác. Cơ quan tổ chức khi nhận được tố giác của công dân phải báo tin ngay về tội phạm cho cơ quan điều tra bằng văn bản. Điều 103 của bộ luật này quy định rõ nhiệm vụ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Về thẩm quyền điều tra vụ việc, theo quy định tại Điều 110 và Điều 170 của Bộ Luật Tố tụng Hình sự, cơ quan điều tra cấp tỉnh có thẩm quyền điều tra các vụ án hình sự thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án Nhân dân cấp tỉnh. Tòa án Nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền xét xử sơ thẩm những vụ án hình sự về những tội phạm không thuộc thẩm quyền của Tòa án Nhân dân cấp huyện hoặc những vụ án thuộc thẩm quyền của tòa án cấp dưới mà mình lấy lên để xét xử. Những vụ án hình sự về tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng và tội phạm rất nghiêm trọng, trừ quy định tại điểm A, B, C khoản 1 điều 110 của Bộ luật Tố tụng Hình sự là những vụ án thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án Nhân dân cấp huyện. Theo các thông tin mà chị cung cấp thì đây là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, do vậy thẩm quyền điều tra vụ án trong trường hợp này thuộc cơ quan điều tra tỉnh. Bạn Bùi Huy Tuấn ở huyện Sông Lô hỏi: "Công dân Việt Nam phạm tội giết người, người Việt Nam trên lãnh thổ nước Lào thì theo luật pháp của người Việt Nam sẽ giải quyết như thế nào? Trong trường hợp này, yêu cầu dẫn độ có được không?" Bạn Tuấn thân mến. Theo quy định tại Điều 6 của Bộ Luật Hình sự nước Việt Nam thì công dân Việt Nam phạm tội ở ngoài lãnh thổ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự tại Việt Nam theo bộ luật này. Theo quy định tại Điều 59, Điều 60 và Điều 61 của Hiệp định Tương trợ Tư pháp về Dân sự và Hình sự giữa nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, thì việc dẫn độ tội phạm giữa hai nước phải bảo đảm phù hợp với những điều đã ghi trong Hiệp định Tương trợ Tư pháp này. Nước ký kết này sẽ dẫn độ công dân của nước ký kết kia đang ở trên lãnh thổ của nước mình cho nước ký kết kia để tiến hành truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc để thi hành bản án, quyết định hình sự. Đặc biệt, việc dẫn độ phải đáp ứng điều kiện dẫn độ theo quy định tại Điều 60 và không thuộc các trường hợp từ chối dẫn độ cụ thể. Thứ nhất, điều kiện dẫn độ người phạm tội. Hành vi phạm pháp dẫn đến việc dẫn độ người phạm tội là hành vi phạm pháp mà theo pháp luật của các nước ký kết có thể kết án tù từ 1 năm trở lên hoặc hình phạt nặng hơn. Việc dẫn độ để thi hành bản án hình sự chỉ được thực hiện khi người có hành vi phạm pháp bị kết án tù từ 1 năm trở lên hoặc hình phạt nặng hơn. Thứ hai, các trường hợp từ chối dẫn độ người phạm tội. 1.
người bị dẫn độ là công dân của nước ký kết được yêu cầu. 2. Người đó là cá nhân đã có hành vi phạm pháp trong cùng một vụ án mà nước ký kết được yêu cầu đã kết án hoặc đã có bản án hình sự có hiệu lực pháp luật hoặc đã có lệnh đình chỉ xét xử vụ án. 3. Nước ký kết được yêu cầu xét theo pháp luật của nước mình thấy hành vi phạm pháp lập căn cứ dẫn độ đã hết thời hiệu tố tụng hình sự hoặc hết thời hiệu thi hành án. 4. Nước ký kết được yêu cầu xét theo pháp luật của nước mình thấy không thể chấp nhận dẫn độ người phạm tội vì lý do đặc biệt. Với trường hợp mà bạn nêu, đối chiếu với quy định của Bộ luật hình sự Việt Nam và quy định của Hiệp định tương trợ tư pháp nêu trên thì tội phạm giết người do công dân Việt Nam thực hiện trên lãnh thổ nước Lào là tội phạm có thể dẫn độ về Việt Nam. Chị Lê Thúy Hồng ở thành phố Vĩnh Yên hỏi: tôi có cô bạn chồng mới mất, không để lại di chúc và có hai người con với chồng trên 18 tuổi. Ngoài ra, bạn tôi phát hiện chồng có một con riêng mới 13 tuổi. Trên giấy tờ hợp pháp, bạn tôi vẫn là vợ hợp pháp với người đã mất. Bạn tôi muốn thỏa thuận phân chia tài sản cho cả con riêng của chồng thông qua thỏa thuận với mẹ đẻ, người giám hộ của đứa trẻ này. Vậy văn bản thỏa thuận này có thể công chứng và có hiệu lực trước pháp luật về sau này không? Câu hỏi của chị Hồng, chúng tôi xin được trả lời như sau. Do người chồng của bạn chị chết không để lại di chúc nên những người được thừa kế theo pháp luật của người đó sẽ thực hiện việc thỏa thuận phân chia di sản thừa kế như sau. Chủ thể tiến hành, tất cả những người thừa kế theo pháp luật được xác định theo quy định tại điểm A khoản 1 điều 676 Bộ luật dân sự. Hàng thừa kế thứ nhất gồm vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết. Đối với trường hợp bạn nêu, người thừa kế gồm bạn của bạn, người vợ hợp pháp, hai người con chung, một người con riêng của chồng. Vì người con chung hiện đang 13 tuổi, nên việc xác lập và ký văn bản thỏa thuận được thực hiện bởi người đại diện hợp pháp theo quy định của pháp luật, đó là mẹ của cháu. Cơ quan tiến hành, bất kỳ tổ chức hay ngành công chứng nào nơi có bất động sản, nếu di sản là bất động sản. Hồ sơ yêu cầu công chứng gồm giấy tờ về tài sản, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ tiết kiệm, giấy chứng tử của người để lại di sản, giấy tờ nhân thân của những người thừa kế theo pháp luật. Các giấy tờ khác như giấy khai sinh của những người con của người để lại di sản, giấy đăng ký kết hôn của người để lại di sản. Sau khi kiểm tra hồ sơ thấy đầy đủ, phù hợp quy định của pháp luật, cơ quan công chứng tiến hành niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi thường trú trước đây của người để lại di sản và nơi có bất động sản. Sau 15 ngày niêm yết, không có khiếu nại tố cáo gì thì cơ quan công chứng chứng nhận văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế theo điều 57 Luật Công chứng. Việc thỏa thuận phân chia di sản nêu trên được công chứng và có hiệu lực theo quy định của pháp luật. Anh Lê Hữu Hưng ở huyện Tam Đảo có hỏi: cô tôi đang sở hữu một căn nhà và đất, cô tôi không có chồng con nên muốn lập di chúc để lại toàn bộ tài sản trên cho một người cháu ruột đang định cư ở Mỹ. Như vậy có đúng không? Anh Hưng thân mến, căn cứ theo quy định của Bộ luật dân sự thì cô anh hoàn toàn có quyền lập di chúc để lại tài sản cho người cháu ruột của cô anh. Trong trường hợp cô anh lập di chúc cho người cháu của mình thì gia đình anh cần lưu ý rằng pháp luật có quy định về những trường hợp được hưởng thừa kế mà không phụ thuộc vào di chúc. Điều 669 Bộ luật dân sự quy định: những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng 2/3 suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật. Trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn 2/3 suất đó, trừ khi họ là những người từ chối nhận di sản theo quy định tại điều 642, hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 điều 643 của bộ luật này. 1. Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ chồng. 2. Con đã thành niên mà không có khả năng lao động. Như vậy, mặc dù cô anh lập di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu ruột, nhưng cha mẹ của cô anh vẫn có quyền hưởng phần di sản bằng 2/3 suất của một người thừa kế theo pháp luật mà không phụ thuộc vào nội dung di chúc cô anh lập. Bạn Nguyễn Ngọc Huyền ở huyện Lập Thạch hỏi: con gái nuôi của bố mẹ tôi đã lập gia đình và có 3 người con thì bị bệnh tâm thần. Do bị gia đình chồng xua đuổi nên chị ấy đã đến ở nhà tôi từ năm 2012 đến nay. Tôi muốn hỏi bố mẹ tôi có trách nhiệm phải nuôi dưỡng chị ấy không?
Hộ khẩu của chị ấy bên nhà chồng, hàng tháng người chồng vẫn đang hưởng trợ cấp đối với người tâm thần. Nếu bố mẹ tôi không nuôi dưỡng nữa thì có vi phạm pháp luật không? Câu hỏi của bạn Huyền chúng tôi trả lời như sau. Chị bạn bị coi là mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của Bộ luật dân sự khi và chỉ khi có quyết định của tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự. Còn về việc xác định người có trách nhiệm trông nom nuôi dưỡng người bị mất năng lực hành vi dân sự thì theo khoản 3 điều 69 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định, giữa con nuôi và cha nuôi, mẹ nuôi có các quyền và nghĩa vụ của cha mẹ và con được quy định tại luật này, luật nuôi con nuôi, bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan. Theo đó, tại khoản 2 điều 69 và khoản 3 điều 70, luật này quy định. 1. Cha mẹ có nghĩa vụ trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của con chưa thành niên. Con đã thành niên, mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình. 2. Con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình thì có quyền sống chung với cha mẹ, được cha mẹ trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc. Tuy nhiên, như bạn đã trình bày, chị bạn bị bệnh tâm thần sau khi đã kết hôn. Vì vậy, việc xác định người giám hộ trong trường hợp này cần phải căn cứ theo điều 62 Bộ luật dân sự quy định về người giám hộ đương nhiên của người mất năng lực hành vi dân sự như sau. 1. Trong trường hợp vợ mất năng lực hành vi dân sự thì chồng là người giám hộ. Nếu chồng mất năng lực hành vi dân sự thì vợ là người giám hộ. 2. Trong trường hợp cha và mẹ đều mất năng lực hành vi dân sự hoặc một người mất năng lực hành vi dân sự, còn người kia không có đủ điều kiện làm người giám hộ thì người con cả là người giám hộ. Nếu người con cả không có đủ điều kiện làm người giám hộ thì người con tiếp theo là người giám hộ. 3. Trong trường hợp người thành niên mất năng lực hành vi dân sự chưa có vợ, chồng, con hoặc có mà vợ, chồng con đều không có đủ điều kiện làm người giám hộ thì cha mẹ là người giám hộ. Theo quy định nêu trên, trong trường hợp vợ mất năng lực hành vi dân sự thì chồng là người giám hộ đương nhiên. Chỉ khi vợ chồng con đều không có đủ điều kiện làm người giám hộ thì cha mẹ là người giám hộ. Như vậy, trường hợp của bạn nêu thì chồng của chị bạn là người có trách nhiệm phải trông nom, chăm sóc chị bạn. Quý vị và các bạn thân mến, hộp thư truyền hình tháng 10 năm 2016 của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.